có thể ban giám hiệu tới rồi kìa. Dạ, ban giám hiệu. Chắc chắn quý vị ở nhà theo dõi gương mặt cô thê, quý vị đang chọn cho mình hai cặp đôi đúng không ạ? Họ là ai? Có phải như vậy không? Những hành động, những phản ứng và những ánh mắt ấy có thật là vợ chồng hay không? Để xem nhé. Đầu tiên sẽ là đội chủ nhà. Vị trí số 5 và cô dâu A. Cái cặp đôi này tôi cũng thấy hơi kỳ lạ. Nãy giờ tôi chưa nghe các bạn nói về vấn đề này. Tại em thích như vậy. Thích thì cũng phải cho người ta biết tại sao mình thích. Nói chung là theo cái cảm nhận của tụi em. Trực quan. Cái gì cái mà bạn khó quá bạn nói gì trực quan. Cái này chơi theo kiểu hên xui không có thuyết phục. Không chúng ta phải lần mò từ lý thuyết cho tới thực hành. Thì tại vì bây giờ mấy cái cặp kia em thấy không có hợp, thì hai người này thì em thấy hợp nhất thôi. Lọc bỏ từ từ. Số 2 với cô dâu C quá hợp sao không chọn? Em là không thích hợp quá. Hàng kia nó thua hoài là vậy. Đội khách, cặp đôi đã cược. Chú rể số 2 và cô dâu C. Mời anh chị đứng dậy. Cặp 2, vị trí 3 và B. Mà anh chị đứng dậy, giống như đội A. Nếu như đội khách đặt cược đúng và thắng luôn đội nhà, chúng ta có giá trị giải thưởng 15 triệu đồng. Là đến lúc chúng ta thấy được hai cặp vợ chồng không? Đội khách có tự tin về điều đó không? Tự tin chứ, thường mới quản lý hay cưa cẩm với lễ tân nhà hàng. Thúy Hạnh có muốn có sự thay đổi nào không? Dạ không. Làm nhà hàng biết mà, phải quản lý. Cưa cẩm, cảm thấy họ hợp nhau. Hình như Minh Khang cũng có nhiều bức xúc không, bây giờ. Không. Mình nhặt khai chỉ, con không làm quản lý. Bây giờ chúng ta sẽ công bố năm chú rể đứng lên. Ai cũng có vợ mà. Ai cũng có vợ hết hả? Chú rể số 1 có bà xã mình ngồi đây không? Bà xã em có trong trường quay. Bà không có ngồi đây đúng không? Ngồi trong trường quay thôi anh ơi. Biết rồi, ổng nhoi nhoi từ nãy giờ, ổng nhoi nhoi từ nãy giờ. Ngồi trong trường quay, vậy thì bạn ngồi xuống. Chú rể số 2 trong 3 bà xã này có vợ của bạn không? Không có bà xã nào là vợ của em hết. Vậy thì bạn ngồi xuống. Xong rồi. Chú rể số 3 trong 3 bà xã đây có vợ của anh không? Dạ có. Đứng y nguyên. Chú rể số 5, em không phải là chồng của ba cô dâu ở đây. Vậy thì ngồi xuống. Một tràng pháo tay cho hai chú rể. Đấy, hai chú rể thật đấy. Bây giờ thì mời hai đứng lên các bạn. Trời cái gì thế sợ luôn. Trời ơi mày, trời ơi mày. Đấy. Sao? Lặn hết là anh hiểu rồi. Cái này nó ngoạn mục nhất từ đầu tới giờ thì lặn hết thôi. Không liên quan. Gọi là nãy giờ các bạn liên tưởng nó không liên quan với nhau đúng không?
bạn hãy nói gì với bà xã của mình nãy giờ bạn bạn ấy nói xấu bạn nhiều quá. Thôi mình xin lỗi đi, cái gì mình xấu mình xin lỗi đi. Cho ông xã xin lỗi bà xã những chuyện đã xảy ra. Anh hứa anh sẽ hạn chế nhậu lại. Hạn chế hả? Hạn chế thôi hả? Bỏ luôn đi, không tốt đâu. Mình là tài xế nữa. Nó bỏ nhiều khi uống thì nó cũng kỳ. Không, bỏ mua em. Anh sẽ không đi chơi, sẽ lo làm ăn để vợ chồng được vui vẻ hạnh phúc. Bà xã mong muốn xã điều gì? Nói luôn đi. Dạ, em mong muốn chồng em thì bớt nóng tính lại, lo làm ăn, đừng đi chơi nữa, đừng đi nhậu nhiều nữa. Anh sẽ hứa với bà xã. Ôm chặt bà xã nào. Hôn bà xã đi bạn. Nhắn à, nhắn à. Cặp đôi thứ hai. Thì trong thời gian qua anh chưa hoàn thiện, chưa tốt với em. Thì anh hứa từ ngày hôm nay anh sẽ đối xử tốt với em, dành nhiều thời gian cho gia đình và cho con. Em mong muốn thay đổi gì từ chồng của em? Sau những sự kiện đó, chồng em giờ đã tương đối tốt rồi. Thì giờ tốt hơn nữa càng tốt. Rất tuyệt vời, thưa quý vị. Thông qua những câu chuyện ngày hôm nay, thông qua cái chuyện kể tật xấu của chồng của vợ ngày hôm nay, tôi tin tưởng rằng tất cả quý vị đang ngồi ở nhà biết đâu mình có tật xấu nào đó, hãy thay đổi để hạnh phúc hơn quý vị nha. Nào, bạn hãy nói gì về bạn? Rất cảm ơn chương trình đã giúp em tới đây. Thực ra thì những cái tật xấu của chồng em hiện tại thì chồng em cũng thay đổi được rất là nhiều. Vị trí số 1. Thông qua chương trình thì em cũng có nói một số cái tật xấu của vợ. Thì qua một thời gian em chỉ bảo vợ em cũng đã thay đổi được nhiều. Đâu vợ em đâu? Thì vợ em ở dưới. Nhưng mà vấn đề em có thay đổi hay không á? Là em có thay đổi. Phải thay đổi em nhé. Và hôm nay em muốn nói với vợ một điều là em rất là yêu vợ. Chúc mừng bạn nha. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Em thì chưa có gia đình, chưa có bà xã để mà được chăm sóc, được nâng niu. Nhưng mà sắp tới nếu như em có thành lập gia đình thì em cũng sẽ nâng niu và chiều chuộng vợ em nhiều hơn. Xin cảm ơn chương trình. Trong cái thời gian qua thì bản thân em thì cũng có nhiều cái khuyết điểm làm cho vợ em hay buồn. Thì trong cái thời gian tới thì sẽ cố gắng khắc phục. Em muốn nói rằng vợ ơi, anh yêu vợ nhiều lắm. Rất tuyệt vời. Chắc chắn rằng ông chồng hãy nói những lời yêu thương vợ. Vợ ơi, anh yêu em nhiều lắm. Cảm ơn tất cả các bạn. Mời các bạn xuống đây. Cảm ơn hai đội chơi. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay hai đội chơi không thắng được. Giải thưởng sẽ dành cho 8 người chơi của chương trình hôm nay, 5 chú rể và 3 cô dâu. Các bạn tự động vừa mới gỡ mặt nạ ra xong. 3, 2, 1, kêu. Chúc mừng ba bạn đã đoán trúng. Và chỉ có một mình năm em là đoán sai thôi. Chỉ ba bạn đoán trúng thì phần thưởng anh dành cho các bạn. Tại vì bất ngờ quá nên anh chỉ có thể là các bạn có thể yêu cầu một cái yêu cầu gì đó và anh sẽ làm cho các bạn trong khả năng của anh thôi nha. Đừng có yêu cầu quá. Ok, còn hình phạt không, bây giờ mình đặt trước đi nha. Hình phạt đó là cái người bị phạt sẽ bước ra đây và vừa hát vừa nhảy một đoạn 30 giây. Cũng dễ mà thật là vui nha, mà phải vui nha. Ok ok. Em một câu con miếng rồi đó. Xin mời em. Rồi vâng, tết ra đi ra. Vỗ tay cổ vũ cho bạn. Nam anh, yeah, Nam anh. Tết ra đi ra. Da 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 đi đâu. Phải có nhạc, mình phải có nhảy đúng không? Ủa chưa có nhạc mà hả? Chưa có nhạc. Nhạc đi. Cứ lên nhạc đi giùm em. Không được nhạc luôn, tự hát tự nhảy luôn. Biết gì hoài nào. Vậy anh chị tết, chị tết giùm em đi. Để em diễn em đuối bây giờ nè. Ta ra đi đâu. Ta ra 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 đi đâu. Nó nó nó. Nó nó đi nó. Nó nó nó. Cái này là cuối cùng là có hát chưa? Hát rồi. Chưa? Chưa, để Nam hát làm. Nè, bây giờ em nhảy lại. Em là người thua, em nhảy lại. Không, em nhảy mà, giờ em nhảy lại mọi người nha. Ủa? Ủa? Em cảm thấy bọn mình bị phạt nhiều hơn. Không biết là không? Không sao đâu luôn, tại vì chị quay 4 số chung. Trời ơi,
cái đó cho qua được không? Ôi đây cơ quan chứ không một mình thấy bị phạt đâu. Đàng hoàng. Cái này anh thấy là mọi người bị phạt nhiều hơn. Ủa nãy giờ, em nhảy nhiều lắm hả? Chưa có hát. Ủa nãy giờ mình em nè. Đó, nãy giờ bà nhảy mà em có nhảy đâu. Vũ điệu Ấn Độ, Campuchia nữa. Dạ, anh đã chấp nhận rồi đó. Anh chấp nhận rồi đó. Mọi người chấp nhận rồi, thôi em xin mọi người đấy. Rồi bây giờ tới phần thưởng thì... Sân khấu của em. Đó, phần thưởng thì mọi người có thể nhấn chọn là phần thưởng. Em đã đéo rồi. Ok, mọi người giữ lại, ok. Ok, xin mời quay lại, xin em đỉnh ra đây. Em muốn anh thưởng... Nhiệt. Trong khả năng thôi nha. À, thế ạ? Trong khả năng à? Không, chị nghĩ là anh tìm khả năng nhiều dữ lắm không sao đâu. Chị có thể gợi ý cho em nữa, bởi vì em... Em biết nhịp trời cũng là hiểu. Tim đập mạnh em cũng không có... Nghĩ là cái gì á? Anh muốn thưởng gì, anh thưởng đi. Đúng không? Anh tìm có thể... thả tính một cái câu nào đó cho em để thể... Được, anh không biết đâu nha, cho anh câu đi đó. Em diễn cái vai mê dai mà mê lên. Đúng rồi, đúng không? Dạ, rồi, ok chứ. Thật ra thì em là một người rất là mê trai. Nhưng mà... Tự nhận luôn đó hả? Anh tin thì em bị xoắn hết được quầy quá. Sao hết được quầy? Không biết nên nói là thôi thì... Em có thể thả tính cho em một cơ được không? Cái này hơi bị khó. Tại vì cái này là thẻ đúng không chị em? Thật ra từ đó bây giờ anh chưa giờ thả tính ai không? Là anh thích ai á. Thì anh rất là mắc cỡ, anh rất là ngại. Đấy, em là người đầu tiên đấy các chị em. Em là người đầu tiên đấy. Tính đúng không? Vâng ạ, em là người đầu tiên ạ. Không ai giữ em, không ai nhìn em lại à? Bớt lăng quăng là em, đứng em lại. Anh chắc anh mượn một câu nha. Em là ngoài Hà Nội đúng không? Vậy thì anh có thể ra Hà Nội bất kỳ lúc nào, cần có lý do không? Anh không sao anh. Em bây giờ em vào ở Sài Gòn rồi, cho nên anh không cần phải đi ra Hà Nội nữa. Quá trời mê luôn rồi. Rồi ok được chưa? Nhưng mà cũng được rồi đúng không? Wow. Thật ra thì... khoan không các chị em? Không ai dám nói gì đâu, không ai dám nói gì đâu. Nhưng mà thật ra thì thời hạn là anh cho là có thời hạn nha. Nên là sẽ đếm tới 10 là hết rồi. Không, 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 nói lại con gái hả? Con nào vậy ta? Hành động. Ôi, hành động em ngại lắm. Ừ, hành động anh cũng không biết luôn. Thôi, cái này thì em không dám đâu nha. Cho anh câu ơi, cho anh câu. Ê, nếu hành động thì hãy để cho em. Đây, hành động nè. Em có thể phụ không mà đứng cầm em không như vậy. Ok. Quên đi nè. Rồi, ok. Rồi, nếu mà có đó không được thì anh thử cô khác nha. Và anh lần đầu tiên anh nói cho là nó hơi đụng về chút xíu. Em thực ra em cũng nghe nhiều rồi nhưng mà em coi như là chưa nghe bao giờ hài vọng. Em có phải tên là Tụi không? Tại vì đứng gần em này làm anh say quá. Anh! Sau đấy em thấy đau lòng hơn là thả thì em tên là Bạch Trang anh. Em là Trang Mô, em không phải tên Diệu. Nhưng mà cái khả năng như đó thôi, Trang Hoa. Thôi nhưng mà cái cuối cùng nó cho tôi đi, tại tôi cũng đúng mà. Rồi, anh không có nhảy đâu nha. Em có yêu cầu anh nhảy, em chỉ thích hành động thôi. Và em sẽ là người chủ động. Em sẽ là...